Trọng tài đã thổi còi cho phép bóng vào sân. Hiệp 2. Xét đấu thứ hai có sự thay đổi. Có sự thay đổi về cầu thủ. Chị Hiền mang áo số 10 vào sân và ra sân thay cho chị Hiền, đó là cầu thủ mang áo số 8 và Thoa. Điểm số ra sân trong xét đấu thứ hai này, số 1 là bà Thoa, số 2 chị gì nhỉ, gì bán bánh nhỉ, quên nén hay là nghị gì nhỉ, nghị bằng chị Bằng. Số 2 là bà Nhân, số 9 là chị Hà. Và không số đó là chị Ngãi. Năm không nghiêng về đội Hồng Quý. Không nghiêng về đội Hồng Quý. Vâng, lại có sự thay đổi về cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 8 vào sân và ra sân thay cho cầu thủ số 8, đó là số 10 chị Hiền. Ngoài. Tỷ số đã được rút ngắn 2-6. Chị Hà mang áo số 9 phát bóng. Ném rồi, hay lắm. Nhẹ, hay lắm. Ném tiếp. Được rồi. Vừa rồi là pha tấn công không thành công của chị Hiền. Điểm số cho Hoàng Quý 7-2. Ném rồi, hay lắm. Ném tiếp. Ra ngoài. Một pha tấn công không hiệu quả của cầu thủ mang áo số 11. Được rồi. 8-3 nghiêng về Hồng Quý. Ôi, không được rồi. Không được. Năm tám, tỷ số đã được rút ngắn xuống cho đội Hoàng Phú. Hiền phát bóng đẹp lắm. Ăn rồi. Một pha tấn công vào góc không người của cầu thủ mang áo số 11 là chị Tính. Ném rồi.
Không được rồi, một pha xử lý bóng không tốt. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 6-9. Chị bằng phát bóng. Ném rồi. Một pha xử lý bóng không tốt của cầu thủ mang áo số 11. Chị tính. Chị Hà phát bóng. Rồi, đẹp rồi. Vừa rồi là một pha mỏ nhỏ của chị Hiền rất thông minh vào chỗ không người. Sáng rồi. Con. Sáng rồi. Ôi không được rồi. Đều chín. Điểm số đã được nâng lên 11-9, nghiêng về đội Hoàng Phú. 6-0 mà giờ là để cho người ta dần điểm rồi. Được. Với cách đánh của số 11 thì không hiệu quả rồi. Ui chà. Những pha xử lý bóng không tốt của các cầu thủ Hoàng Quý. Số 9 chị Hà phát bóng. Một pha xử lý bóng không tốt của cầu thủ mang áo số 8. Rồi, ăn điểm rồi. Rồi, một pha vít bóng. Điểm số cho Hoàng Phú 15-11. Ôi, một pha để phóng bóng rơi tự do 16-11. Nghiêng đội Hoàng Phú số 8. Bà Thoa phát bóng. Rồi,
Lại một pha bóng rơi tự do. 17-11 nghiêng về Hoàng Phú. Số 9 chị Hà phát bóng. Một pha tấn công rất là uy lực, rất tiếc bóng ở ngoài sân. Số 2 và Nhân phát bóng. Ném rồi, sang rồi. Mười hai, mười chín. Rồi, 13-19. Rất hăng hái. Bóng chưa sang. Tỷ số đã rút ngắn xuống còn 14-19. Sang rồi. Hay lắm. Hay. Một pha bóng vào góc. Điểm số cho Hoàng Quý 15-19. Xong rồi. 20-15 nghiêng về Hoàng Phú. Còn một quả nữa. Thắng rồi. 21-15. Kết thúc hiệp 2. Nghiêng về đội Hoàng Phú. Hoàng Phú thắng chung cuộc là 2-0. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.